Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4 tháng 7, tại thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ nổ làm ông Lê Phương Nam, 53 tuổi, tử vong tại chỗ. Video được quay tại hiện trường vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ sáng, người dân địa phương nghe một tiếng nổ lớn ở nhà ông Nam. Thời điểm trên, trong nhà khói bụi mù mịt, khoảng 10 phút sau mới tắt hẳn. Người dân địa phương phát hiện ông Nam nằm bất động trên nền nhà. Khi lại gần thì thấy ông Nam đã tử vong. Theo thân nhân của người bị nạn thì khoảng 2 tháng nay, ông Nam làm thêm việc sang chiếc bình phòng cháy chữa cháy để kiếm thêm thu nhập. Theo thông tin từ lãnh đạo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Phú Yên thì việc sang chiếc bình phòng cháy chữa cháy tại nhà của ông Nam là trái phép. Mời quý vị và các bạn truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của báo Thanh Niên để biết thêm thông tin chi tiết.